Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ông Đô Vẹt đã gọi vua Henri đệ tứ là anh rể, và ông đăng trai nói với anh ta, hãy chạm vào đó, rể của ta. Khoảng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua trong sự thân mật đáng yêu này. Sự lập nghiệp cho cô em gái Henriette được xây dựng trong chớp mắt. Bỗng nhiên, khi bà đăng thai đang thưởng thức một cách an toàn các loại thuốc độc mà kẻ cám dỗ này đưa ra, thì một tiếng động trên cửa kính của cánh cửa lớn đã thu hút sự chú ý của bà về phía đó. Chỉ một mình bà có gương mặt quay về cánh cửa đó, mà đăng thai và bá tước lại quay lưng. Đêm phía bên ngoài tối đen khi căn phòng được thắp sáng. Thứ gì đó nhợt nhạt được nâng lên bởi hai đốm lửa đến dán lên mặt cửa kính, và bà đăng thai đã nhận ra đó là gương mặt của La Ramée biến đổi với một biểu hiện mà bà chưa từng thấy. Bên cạnh gương mặt khủng khiếp ấy, một ngón tay lo âu lặp lại không ngừng dấu hiệu réo gọi, và khi người ta nghĩ đến dấu hiệu thân thuộc khẩn thiết ấy với sự không phải phép với bà chủ lâu đài, người ta sẽ hiểu Marie Touche vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ biết bao nhiêu. Dù bà rất bệ vệ nổi loạn, khi luôn thấy đằng sau cửa kính cái ngón tay nguyền rủa luôn nói với bà đến đây, sợ hãi vì sự kiện đã biện minh quá rõ, bà đứng dậy không lôi cuốn sự chú ý của hai người đàn ông lúc này kết hợp trái tim và ly rượu, và tuân theo cử chỉ của La Ramée và ra ngoài giường. Còn gì nữa vậy? Bà hỏi một cách cao ngạo. Ông có điên không? Có lẽ phu nhân, vì tôi khám cảm nhận là cái đầu của tôi thuộc về tôi nữa. Ông muốn gì ở tôi? Hãy theo tôi xin bà. La Ramée run rẩy, đôi tay lạnh giá của anh ta đã nắm lấy tay của bà Lantag. Ông đưa tôi đi đâu? Bà nói khiếp sợ thật sự khi nghe giọng nói khàn đục này, khi nãy ánh mắt khiếp đảm này. Đến biệt trang của tiểu thư Angrayet, bà Lantag rùng mình mà không biết tại sao. Tôi sẽ thấy gì ở đó thưa ông? Tôi không biết liệu bà có thấy không, nhưng chắc chắn bà sẽ nghe. Ông giải thích đi chứ. Và đầu tiên thưa bà có biết liệu cô Angrayet có chờ một cuộc viếng thăm nào đó tối nay không? Không có cuộc nào, ít ra là do tôi cho phép. Vậy thì hãy đến đây, phải như thế. La Ramée tựa vào cánh tay rung bắn của bà Đăng Thai và hướng bà nhanh hơn nghi lễ cho phép về cuối qua viên, đến nơi mà biệt trang được dựng lên dưới những cây dẻ. Cửa đã đóng, lúc đó anh ta mới nói thật khẽ. Và lúc nãy tôi đã gõ cửa, thì dường như tôi nghe ở trên cao những giọng nói qua cửa sổ đã mở ra một cách vụng về. Làm thế nào có nhiều giọng nói vì Henriette chỉ ở một mình? La Ramée không trả lời, giơ tay về phía công trình mà từ đó thoát ra. Những tiếng nói được che giấu, thật vậy, và không nghe được, nhưng hoàn toàn có thể nhận ra được âm sắc của một tiếng nói, không phải là của cô thiếu nữ. Marie Touche nghe, chẳng bao lâu giọng của tiểu thư đang thai trả lời giọng kia, và hai giọng hòa nhau trong một bản song ca nồng nhiệt nhất, không báo hiệu gì là hài hòa. Có một người đàn ông ở trên cao, bà mẹ nói vào tai La Ramée. Phải, người này gật đầu nói. Làm thế nào một người đàn ông vào được nhà Henriette? La Ramée đưa bà ăn ra đến gần tường rào, xuyên qua đó chờ một khe hở. Anh ta chỉ cho bà trong những cây tầm ma và những nhánh dẻ ở phía bên kia, một con ngựa đang lặng lẽ gặm cỏ và chờ chủ nhân. Tôi sẽ gọi con gái mình, bà Marie Touche nói. Cô ấy sẽ giúp người đàn ông trốn thoát qua cửa sổ. La Ramée nói, bà có chìa khóa vào cửa tầng dưới không? Dĩ nhiên, để tôi đi tìm. La Ramée ngăn bà lại. Có lẽ họ đã kéo ống khóa và tiếng động mà bà gây ra sẽ lay chuyển cánh cửa và cảnh báo họ. Vậy phải làm gì? Biệt trang này có hai lối ra không? Không, trừ phi ông gọi là lối ra chiếc cửa sổ hướng ra đồng. Đó là một lối ra, vì người ta vào nhà Henriette bằng lối đó, người ta cũng có thể ra bằng lối đó. Vậy thì tôi không biết lối nào khác. Phu nhân, bà sẽ đến gõ vào cửa ở dưới. Khi nhận ra giọng của bà, cô Henriette không thể nào không mở cửa cho bà. Nhưng còn cửa sổ, tôi lo việc giữ chân anh ta. La Ramée nói, dạ tôi trả lời rằng không ai thoát khỏi phía này. Gõ đi thưa phu nhân. Ngay lập tức, anh ta biến mất xuyên qua hàng cây. Chương 11. Vàng và chì. Con ngựa gặm cỏ đằng sau bức tường của chủ là Esperon đã đến đúng vào lúc 8 giờ, gõ chuông ở đời, rất vui tươi khi nhận ra chủ.
Những cặp tình nhân là những người vẽ địa hình rất tốt. Ariel đã mô tả hoàn hảo biệt trang và các vùng phụ cận. Esperan nhận ra không khó khăn gì những lời chỉ dẫn của tình thương mình, vì chàng xoay quanh lâu đài trong những con đường quá ngoằn ngoèo, đường của những bức tường dùng làm hướng dẫn viên cho chàng và đưa chàng một cách tự nhiên đến biệt trang, tạo thành trong một góc. Chúng ta đã nói, cái bóng buông xuống những chiếc lá dày đặc. Esperan dạo một ánh mắt quanh mình, nhưng chỉ thấy những người nông dân đi xa về phía túp lều tranh của họ và nhảy xuống ngựa của mình. Còn vật đang thương lúc này đang chờ một cách nôn nóng. Nó muốn chết đói và khát. Một dòng suối phun ra dưới đôi chân đầy bụi của nó. Những nhánh cỏ dài và những nành non bung ra đầy đồng lõa bù đắp cho con vật. Nó nhún cặp mũi bốc cháy vào nước mát và mọi thứ đều bị quên lãng. Hơi nông của ban ngày, cuộc chạy nhanh, đinh thúc ngựa cài không đúng. Esperance sau khi chắc chắn về những chiếc vòng cổ ngựa đủ dài để con ngựa có thể ăn cỏ cả giờ đồng hồ, lo trèo lên. Nhiệm vụ không khó và thời điểm được chọn rất tốt. Không ai ở xung quanh, không ai đúng vậy. Ở ban công đỡ chàng, nhưng để làm gì? Có lẽ Andrzej đang rình sau bức rèm. Cái chính là cửa sổ mở, thế nên người ta thấy hai cánh cửa mở. Đặt một chân lên yên ngựa, bám tay vào một nhánh cây dẻ. Tất cả chuyện đó đều là chuyện của 4 giây và hoàn thành chỉ trong một đà. Có một tiếng sắt trong nhánh cây dẻ, có vài vết xước trên trang phục và ngoài da, nhưng có hề gì? Chẳng phải lá sẽ mọc lại sao? Và cành cây cũng vậy, những cây dẻ già có rất nhiều nhựa, và những thanh niên thì ôi thôi. Khi đã ở trên ban công, Esperan nhìn vào phòng một cách thận trọng. Phòng trống, chàng luôn vào để bên ngoài không thấy mình. Căn phòng này lót thảm bằng những tấm gấm xanh lục, đối với chàng có vẻ rộng và tối. Một đàn chim đủ loại nháo nhác xô vào nhau trong một cái chuồng chim, ban đầu làm cho Esperan sợ, sau đó khiến chàng mỉm cười. Chàng nghe con ngựa hí như để nhắc chàng và từ giã chàng. Chàng trai thấy mình chỉ có một mình, xem lại những gì có trước mắt. Căn phòng này chỉ có một cửa sổ, chính bằng cửa đó Esperan đã vào và cửa hướng ra ban công. Không phải là phòng ngủ của Andrzej, vì chiếc giường ở trong một phòng lớn bên trái, được soi sáng bằng một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra hoa viên với những chấn song sắt chằng chịt. Căn phòng của một phụ nữ được yêu, đó không phải là một cung cảnh giá lạnh và không có tiếng phập phồng của con tim 20 tuổi. Những tấm rèm khiến chàng nín thở, tấm thảm thì đôi chân trần của chàng đã dẫm lên. Mỗi công dụng được tình yêu làm cho thơ mộng, mỗi tình tiết câm nín trở nên hùng biện, nàng hiện hữu, chỉ có nàng, dù vắng mặt, nàng vẫn hiện diện cả trăm lần. Esperan chiêm ngưỡng căn hộ với một vẻ mũi lòng mơ hồ. Đối với chàng, Andrzej không chỉ là tình lương đáng sùng bái, mà niềm kiêu hãnh của tình lang thần thánh quá, đến khi nàng rơi tởm thành tác phẩm của chàng ta. Những lời của Kryon còn vang vọng bên tai chàng, đã lấy mất uy tín đẹp đẽ nhất của Andrzej. Esperan kết tội nàng về mặt tinh thần chứ không phải vì sự yếu đuối, nhưng vì nói dối, chàng có mong ước thế không? Có thể, chàng có còn yêu nàng không? Thật đáng ngờ, yêu nàng ít hơn chăng? Chắc thế rồi. Tuy nhiên, chàng chịu ảnh hưởng không thể cưỡng nổi của nơi ẩn náu thanh vắng hoang sơ này. Thay vì tự do ngoài rừng và đồng bằng, làm cho cặp tình nhân bình đẳng với nhau, vì ở đó bầu trời là chung cho cả hai, và họ chỉ là khách mời của Chúa. Esperan thấy mình bị cầm tù dưới mái nhà của tình lương, dây quanh là những thứ đồ đạc xa lạ đón tiếp chàng như một người lạ, cũng như những con chim hoảng hốt vì sự có mặt của chàng. Sàn nhà kêu the thé dưới chân chàng, tấm rèm nổi loạn dưới bàn tay chàng, cô già bực tức với chàng. Chàng thấy mình lạ lùng trong tấm gương của cô thiếu nữ và hình dung rằng nếu chàng muốn ngồi xuống, chiếc ghế sẽ đẩy chàng ra. Đằng kia, Esperan nghĩ, trở nên buồn bã, cánh rừng làm đẹp để dạy gọi chúng ta. Mình thấy những đóa hoa tím lấm tấm trong rêu, nơi mà mình đưa Andrzej đến, và đàn chim thay vì bỏ trốn, lại đến phía trên chúng ta và chơi đùa trên cành cây. Mình đã tạo tình bạn trong cánh rừng thưa nào đó với một con chim kim quanh đến thăm chúng ta và đưa những người bạn nhạc sĩ để tặng chúng ta một buổi hòa nhạc. Có phải vì ở đó có đức tin, còn ở đây chỉ có sự nghi ngờ? Có phải ở đây mình mang đến sự nghi ngờ, và ở đằng kia người ta mang đến tình yêu? Chàng thở dài, thì một ổ khóa đóng lại ở tầng dưới.
Một bước chân nhỏ và nhanh vang vọng trên cầu thang. Esperan cảm thấy cả lòng can đảm từ bỏ mình. Bước chân của một tình nương chạy ùa đến đánh thức âm gian trong tim. Chàng đã quên Kriyon, những lời trách móc và những lời mào đầu của cuộc thẩm vấn được chuẩn bị, ẩn nấp vì thận trọng đằng sau nếp gấp của tấm rèm. Nhị vệ trông thấy trước hết, và Andrzej có thể không chỉ có một mình. Esperan khi chàng thấy cô thiếu nữ vào, không có người canh giữ, cũng không có tỳ nữ, chàng vội ra ngoài chỗ nắp, ánh mắt si tình, vòng tay mở rộng. À, anh kia rồi, nàng nói, giọng khô khan lạ lùng, và dáng vẻ rất lơ đãng khiến chàng trai lạnh giá dù chàng không muốn. Nhưng chúng ta biết rằng chàng vốn không tin vào cái xấu, và ở chàng mọi áng mây đều bay hơi trong làn gió của cuộc đời. Em sao vậy? Chàng hỏi tình lương, em có bị theo dõi không? Em sợ à? Nàng không trả lời. Nàng quay đi, quay lại, cái đầu bối rối hơn là khiếp sợ. Nếu em muốn, chàng nói thêm, anh sẽ trở xuống qua ban công, và anh sẽ trở lên khi em hoàn toàn yên tâm. Khi nói những lời này, chàng kết hợp hành động với lời nói và đến cửa sổ. Nàng ngăn chàng lại. Không, nàng nói, sau này đã, vì chàng đã ở đó, chúng ta hãy tận dụng lúc này để trò chuyện. Câu vì chàng đã ở đó khiến Esperan giống tay lên. Câu này đối với chàng là không hợp lý, nếu không nói là không khách sáo. Tuy nhiên, nguồn đồng lõa và thẳng thắn của chàng còn chưa cạn. Chàng thay đổi và đáp, được, người đẹp thân mến. Và chàng lấy tay vòng quanh người Henriette, nàng làm để thoát ra, một động tác khéo và nhanh. Để chàng chỉ cảm nhận được khi thấy nàng ngồi xuống cách chàng hai bước trên một chiếc ghế. Chàng gỡ thanh gươm, đặt nó lên một chiếc bàn gần ban công và quỳ gối gần Henriette, trong phiểu tay lên tay ghế của nàng. Lúc đó, chàng gắn lên nàng những cái nhìn sâu sắc, phản ánh cả tâm hồn chàng, hình ảnh thật hoàn hảo, tâm gương thật vô giá. Henriette, nếu nàng nhìn thấy gương mặt quý phái và đáng sùng bái này, cái miệng vừa tư lự vừa tươi cười không kháng cự nổi ý muốn áp môi mình lên đấy, nhưng nàng cũng đang mơ mộng và không nhìn. Hình như Esperan dịu dàng đáp rằng em trả giá tệ chuyến đi của anh. Arias và cơn mệt mỏi, cơn khát và nỗi buồn chán mà anh có khi mất em 3 ngày qua. Ở xa lúc nãy anh đã cho con ngựa mình nước mát, cỏ mềm và những cái vuốt da của anh. Và vì thế, nó đã hài lòng rồi. Nhưng em thật độc ác, anh không cho anh gì cả. Arias thở dài, hãy cược rằng anh tốt hơn em. Esperan nói tiếp, và anh không quên gì về điều mà em muốn hay ít ra để giải khuây cho em. Có lẽ em không nhớ nữa, cách đây 10 ngày ở Normandy, bên bờ suối nhỏ của chúng ta, nước trong khi em lăn những giọt nước trên lá cây phỉ, em làm cho anh phải ngưỡng mộ những hạt kim cương này và nói rằng chúng giống như những hạt kim cương của mẹ em. Lúc đó anh nói những giọt nước lóng lánh trên mái tóc quyền tuyệt đẹp của em, và chúng rơi xuống vành tay màu đỏ tuyệt đẹp của em, nơi mà anh uống lên đó như những hạt kim cương. Vậy thì sao? Henriette nói. Vậy thì anh chỉ giả vờ uống chúng. Ngọn lửa của nụ hôn anh đã làm cho chúng rắn lại. Anh đã giữ cho chúng đủ rắn chắc để ở lại trên vành tay em. Chàng tặng cho nàng những viên kim cương mà Kriyon đã rất tiếc. Chúng có hạnh phúc làm cho nàng vui lòng, và nàng nhìn chúng bằng ánh mắt ít hờ hững hơn nhìn Esperan. Anh rất tốt, nàng nói. À, em thích. Con tim tử tế này kêu lên như một niềm vui thẳng thắn mà đối với bất cứ người phụ nữ nào khác sẽ là khó cưỡng. Xem nào, đừng nhăn nhó nữa và đừng để anh thấy một Andrzej mà anh không biết thay chỗ cho tình nương từng được yêu biết bao. Nàng hầu như đứng dậy trước câu này và đẩy cái hộp đựng nữ trang luôn mở ra trên đầu gối. Em phải nói chuyện với anh. Nàng nói với cùng giọng điệu băng giá mà nàng đã nói khi mới đến. Esperan ngạc nhiên nhặt đôi hoa tai và đặt chúng lên bàn. Anh hoàn toàn không biết, chàng nói với giọng đầy phẩm giá như không tức giận, chuyện mà em có thể nói với anh với âm điệu như thế. Chắc là việc lưu trú trong nhà của cha mẹ đã làm em nảy sinh nhiều suy nghĩ. Sao hết, chuyện là có thể xảy ra. Chính là như thế, ông Esperan, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ông, chàng trai lặp lại, càng lúc càng tổn thương, vậy thì tôi gọi cô là tiểu thư. Vậy là tốt hơn giữa những người phải chia tay nhau. À, Esperan nói, nghẹn ngào như người bị dùi sâu vào hố băng giá. Sự chia tay là không thể tránh khỏi, nó là bắt buộc. Ông phải thấy nỗi buồn của tôi
Từng dần điệu ngập ngừng của tôi, điều đó đắt giá biết bao khi phải thông báo cho ông. Người ta đã phát hiện mối quan hệ của chúng ta à? Esperan nói với lòng cả tin không dơi. Gần như thế, với sự khéo léo thận trọng, chúng ta sẽ gánh lạc hướng mọi sự ngờ dự. Điều đó không đủ, ông Esperan à. Và mối nguy hiểm bị tránh né sẽ hiển hiện không suy xuyển. Điều quan trọng là bí mật của chúng ta sẽ chết mất mãi giữa chúng ta. Là ông yêu tôi đủ để quên tôi. Làm thế nào mà cô đi đến hai chữ đó hả tiểu thư? Yêu và quên không có gì chung. Mặt khác, tại sao cô lại yêu cầu tôi tiếp tục yêu cô nếu cô không còn yêu tôi nữa? Tôi không nói vậy. Mỗi ngày người ta phải tuân theo những nhu cầu cần thiết. Nhu cầu cần thiết nào? Có những nhu cầu khắc nghiệt trong đời một người đàn bà. Cũng gả cho ai đó à? Nếu không phải muốn thì có lẽ là gia đình tôi. Andrzej phát ra câu trả lời này thật khô khan và kiêu hãnh một cách khiêu khích, khiến chàng trai cảm thấy se thắt trong tim. Dường như chàng mới vừa bị tấn công, thậm chí bị xúc phạm, và thật hèn hạ nếu không đáp lại bằng một cú thật mạnh vào đòn tấn công không thương xót mà người ta mới vừa tung ra. Đòn trả thù này Kryon đã dạy cho chàng trên đường đi. Chàng ngẩng dần ráng tối sầm lên, lướt một bàn tay run rẩy lên tóc và chế ngự người đàn bà đang ngồi bằng cả tầm dốc của mình, bằng cả vẻ đẹp thể xác và tâm hồn của chàng. Nhưng thưa tiểu thư, chàng nói với nàng, tôi không biết liệu cô có hành động thận trọng không khi để cho gia đình tìm chồng cho cô. Nàng nhìn chàng ngạc nhiên. Một người chồng, chàng nói tiếp, sẽ rất đòi hỏi, không còn là một tình nhân ngây ngất và quỳ gối cảm ơn. Và khi anh không đòi hỏi điều đó thì luôn chấp nhận giải băng bịt bất mà người đàn bà đặt lên mắt mình. Andrzej khi nghe những lời lạ lùng này giữa phân dân những ngạc nhiên và giận dữ. Một người chồng, Esperan nói tiếp, cô phải kể rõ cả cuộc đời cô thưa tiểu thư, và những hành động luôn khiến anh ta phải hỏi và tìm kiếm. Tôi không phỏng đoán, Andrzej tái nhợt đáp, rằng những câu hỏi và tìm kiếm đó có thể là mất danh dự của tôi. Ông là một người trung thực, thưa ông. Ít nhất tôi tin điều đó. Và dù sao đi nữa, ông sẽ không đưa ra những câu hỏi về tôi. Bí mật của tôi chỉ có thể bị ông tiết lộ. Tôi phải sợ chăng khi nó không bao giờ có. Nếu ông nghi ngờ chính mình, ít ra hãy nói để tôi biết phải giữ mình ra sao. Con tim trung thực của Esperan đập mạnh lúc chịu những đòn mạnh, nhưng chàng lây lại can đảm với ánh mắt đầy nọc độc của đối thủ. Bí mật của cô, thưa tiểu thư, chàng nói bằng một giọng xúc động, không gặp nguy hiểm nào. Tôi nói về bí mật mà chúng có chung với nhau. Bí mật đó tôi đảm bảo với cô, nhưng chỉ bí mật đó thôi. Tôi không thể làm gì với những bí mật khác. Ông muốn nói gì? Andrzej kêu lên, tim se thắt đã rút khỏi gương mặt nàng chút máu mà cuộc tranh cãi này đã để lại. Tôi có thể có bí mật nào khác chứ? Chuyện đó không liên quan đến tôi, thưa tiểu thư. Nhưng chồng cô sẽ lo chuyện đó. Hai dì tin như tôi đã làm vào chiếc nhẫn được cô Marie đăng ra. Một đứa trẻ 12 tuổi cho, thị đồng của mẹ cô, anh ta sẽ hỏi cô, liệu có phải chính cô đã tặng chiếc nhẫn đó mà một tên giết người đã đánh cắp lại cho cô trên thi hài của Urbain du Chardin. Andrzej trở nên tái nhợt, thốt ra một tiếng kêu khàn đục và chao đảo trước quyền hành của ánh mắt quả quyết và lời nói táo bạo đó. Esperan khoan tay và chờ câu trả lời. Ai đã cho ông biết cái tên đó? Nàng lo âu thì thầm. Không quan trọng, tôi biết đó mới là điều chủ yếu. Nhưng cuối cùng ông tố cáo tôi về điều gì khi kết hợp cái tên này với tên tôi?